Thưa quý vị, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng và đã vượt 500 đô la Mỹ một tấn. Đây cũng là mức giá cao nhất mà gạo Việt Nam có được trong gần 10 năm qua. Hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên 500 đến 505 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2011 do nguồn cung trong nước ít. Với giá cả và nhu cầu người tiêu dùng hiện nay, dự báo giá gạo vẫn còn ở mức cao. Vụ đông xuân tới, lúa gạo vẫn có thể có được mức giá tốt có lợi cho nông dân. Các doanh nghiệp thì dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc trong những tháng đầu năm 2021 do nhu cầu về lương thực vẫn tiếp tục tăng.